Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như là tình duyên tà đạo của mình. Và xem tử vi vận mệnh cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi trong tháng 7 âm lịch còn giúp bạn biết được về vận hạn của mình, về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Qua đó sẽ giúp cho tất cả quý vị biết được thiên cơ và từ đó sẽ có những phương án đón lành tránh dữ, giúp cuộc sống của tất cả quý vị được may mắn và tài lộc hơn. Quý vị thân mến, trong tháng 7 âm lịch là thời điểm cực kỳ có nhiều tài lộc và may mắn đối với quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi. Trong tháng 7 âm lịch này thì những người tuổi Đinh Mùi sẽ là thời điểm khá ổn định về tài chính. Mặc dù là trong những năm tháng trước đó, đôi khi những người tuổi Đinh Mùi gặp phải những vận hạn khó khăn, nhưng mà đến thời điểm này thì hoàn toàn đã khác. Họ có những bứt phá nhất định trong cuộc sống và có những thành công và may mắn đến rất bất ngờ khiến cho họ phải ngỡ ngàng. Và sự thành công của họ đã khiến cho không biết bao nhiêu con giáp khác phải ganh ghét đố kỵ nhưng cũng rất nể trọng. Sự thành công của họ đã khiến cho không biết bao nhiêu con giáp khác phải ganh ghét đố kỵ và cũng không kém phần nể phục. Vậy thì tại sao những người tuổi Đinh Mùi lại có được những may mắn và thành công như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải chi tiết dành riêng cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong video ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh thiên hà thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều về cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng người khác. Vận mệnh những người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống an nhàn, ổn định. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi sẽ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Đinh Mùi có dấu hiệu giảm sút nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh. Vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa, người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hợp lý. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp mậu dương thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 7 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Người sinh năm 1967 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư, tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, bạn có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình, đem lại nhiều lợi ích trong tương lai. Tuy nhiên cần phải chú ý sự thăng tiến của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, hãy chú ý đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình, thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả, lo toan. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế, để có thể nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, người sinh năm 1967 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến tiền, lương hoặc là tiền thưởng cũng gia tăng.
Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, tháng này nếu thật sự chăm chỉ thì thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, chớ nên phóng tay quá trong việc mua bán đồ dùng hàng ngày. Nếu không dù tiền lương có tăng cao, bạn cũng có ít khoản tiết kiệm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, người tuổi này không nên quá tham công tích việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của bạn càng cao thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi của bạn không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng cùng với đó là lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, chớ nên âu sầu lo lắng về những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ. Các quý vị gia chủ Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này cho rằng nam mệnh có số đào hoa hơn nếu so sánh với nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Người chưa lập gia đình có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm với những người, những đối tượng triển vọng. Tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây chính là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Đinh Mùi có nạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp kỷ sửu, có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp tân sửu, có nạp âm bích thượng thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là giáp ngọ, có nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp bính ngọ, có nạp âm thiên hà thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Đinh Mùi trong tháng 7 âm lịch này. Hy vọng rằng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống của mình, mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.